Rất vui được gặp lại các bác và anh em trong clip ngày nay. Đó là clip giới thiệu về những cặp loa được nhập khẩu chính hãng chính ngạch từ công ty Motivity. Công ty Motivity là một công ty được kết hợp với 3 quốc gia. Thứ nhất là công ty Motivity, thứ hai là Ý và thứ ba là USA. Thì ba nước này đã liên doanh với nhau và để sản xuất ra những thiết bị âm thanh như những đôi loa 25, 30, 40, những cùng là công suất và những chiếc vang và súp. Thì ngày nay em giới thiệu đến các bác, trước mặt các bác đó là những đôi loa Motivity sử dụng bát 40 tép Kenitan, một dòng nhập khẩu chính hãng chính ngạch do công ty Motivity sản xuất. Và dòng loa này là một dòng loa nó có thiết kế rất là đẹp các nhá. Thứ hai, nó cho một chất lượng âm thanh có thể nói rất là tốt, tiếng bass đánh sâu và uy lực, giải trung thì ngọt và giải tép thì là sáng và rất là mịn, không bị chói tai. Thì là một dòng loa đã được rất nhiều các bác sử dụng rồi tại thị trường Việt Nam, đó là mẫu loa 30, và em tiếp tục cung cấp cho các bác là những người muốn âm thanh mạnh hơn tí nữa và lực hơn nữa thì các bác phải hướng về những loa 40 như này các nhá. Đấy, một dòng loa được nhập khẩu nguyên khối này về, do vậy độ mới, độ an toàn và chất âm các bác hoàn toàn tin tưởng, bởi vì đây là những dòng loa mới được đón đầu công nghệ nhá. Bây giờ em sẽ bóc ra để các bác có thể xem cái nội thất cũng như là cái vẻ ngoài của đôi loa này. Đây là phía trước của đôi loa nhá, rất là đẹp. Có thiết kế kiểu thùng hình cân. Đấy, thùng hình cân này rất là đẹp, trước là một e căng và một tem cờ là Motivity, dưới là biểu tượng của Motivity. Thì cái tem vòng tròn này, hình tròn kia có thể xoay được 360 độ nhé. Do vậy khi bác để đứng thì xoay tem đứng lên, còn khi treo ngang thì có thể xoay cái tem ngang để nó phù hợp với loa. Thì dòng này là dòng nó có thùng rất to, bác có thể xem đúng không ạ, rất to, sơn sần bóng, hạt to, rất chắc chắn, không có nước. Đấy, bác nhìn cho em này. Và bên cạnh là hỗ trợ bằng tay sách, tay sách cũng nhá. Đây, tổng quan là một loa có thể nói cực kỳ đẹp. Đấy, và em cũng thông báo giá luôn để các bác có thể lắm được một đôi loa như này, cả bao ship có giá là 14.500.000 đồng. Thì âm của dòng loa này, nếu bác nào được nghe những đôi loa mà MWF bát 40 ấy, thì chất âm của nó như vậy nhá, nó hay như vậy. Đấy, còn các bác muốn mua combo cả bộ giữa đẩy Motivity đồng bộ với loa này, tức là đẩy Motivity MTV 800 800 một kênh, đẩy này có thể chơi tốt được hai đôi loa này với nhá, giá là 7.500.000, tổng cả đẩy và loa là 22 triệu. Đấy, thì đó là em đã thông báo giá và bao ship luôn nhá, bảo hành 1 năm. Và đây là cổ bát, nó cổ bát nó là sử dụng cổ bát từ 17, và cổ bát này được nhập khẩu tại Italia, phải chưa? Đấy, Italia. Và với những dòng loa như là Motivity đấy thì nó hoạt động rất tốt, tăng cường ở giải 50 Hz và đến 3 khí, tức là sâu, rất là sâu nhá. Đấy, phần EQ ấy rất là sâu, và công suất của cái bát này là 400W, được nhập khẩu tại Italia từ 17 họng 76 xương thẳng quá nhá, màng giấy họng 76 này, họng 76 màng giấy, là nhện của nó màu vàng màng giấy, và gân bây giờ là gân có màu lâu, cho nên cái màu này rất là khó nhai lắm nhá, gân màu lâu. Các bác chỉ, nếu bác nào mà nhìn những dòng loa Mỹ quen thuộc ấy thì chỉ cần nhìn chất cái bát của dòng loa này biết là nghe nó hay rồi. Rắc kẹp loa bằng đồng rất đẹp. Đấy, bằng đồng luôn nhá, vàng cháy. Đây là cái bát của nó, bác phải xem phía trên của nó này, là cái bát của nó nhá, rất đẹp, màng giấy, gân lụa tầm dầu hai sóng màu lâu, mà màng này mà rất hay, màng giấy và có sóng chịu được áp lực cao, họng 76, nhận màu vàng. Đây, bác phải nhìn nhé, đây là cái cổ bát nó từ 17. Đấy, và tiếp theo đó là cổ chép của nó, là sử dụng cổ chép từ 12 họng 4.4, và cái chép này có công suất là 500W nhá. À, xin lỗi, 50W
Tức là như hãng người ta ghi ấy, một cái quả loa này có công suất là 400W, nhưng thực tế ra khi mình bóc ra thì cộng bát là 400 này, check là 50W này, tức là tổng cộng thật ấy là 450W nhá. Với quả này như thông số ghi bên ngoài vỏ là 400W. Thì đây là cái thùng của nó này, hoàn toàn sử dụng mở ốc lục hết nhá. Sử dụng hai lỗ thông khí phía trước mà được đậy căng vào. Và nhìn cái phần tần nó rất là gấu này. Phần tần nhìn chưa? Một là chở 2 3 4 5 và cả ống bun nhá. Quần cảm là 1 này, 2 này, 3. Đấy, 3 quần cảm. Tủ điện là 1 2 3 4 5 tủ điện. Phần nó phần tần nó cực kỳ là to và đẹp mắt. Phần tần của dòng loa Monty này người ta tính toán và xử lý rất tốt bạn nhé. Bên trong là bông tiêu âm này và có thể hỗ trợ giá cho quá cắm cả qua chân này đấy, và treo loa thẳng đứng trên đầu này đấy nhá, treo được, treo ngang được. Và kích thước cho một cái đôi thùng này rộng bạn nhá, rộng là 44 này đấy, sâu là 46 và cao là 69 đấy, cao 69. Công suất mà theo nhà xuất ghi là 400W nhá, 400W đấy. Thì toàn bộ công ty niệm đã thông báo rõ đúng một đôi loa là 14.500.000, nếu có combo cả đẩy MTV 800 là 22 triệu, đẩy là 7.5 triệu nhé. Bây giờ mời các bác nghe một đoạn nhạc để biết được thư âm của dòng này nó sẽ chất nào nhé, rất là hay. Ở đây là em chỉ đánh một duy nhất một cú đẩy nhé với một đôi loa thôi và không cần thiệp bất kể cái gì. Một vài công suất bao nhá. Mọi thông tin mua sắm có liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Khi các bác mà có nhu cầu về những sản phẩm như là loa và đẩy thì các vui lòng cọc trước em từ 500-1 triệu nhé. Sau đó em chuyển hàng, bác nhận được hàng kiểm tra và chuẩn chỉ thì thanh toán lốt cho tiền còn lại cho em. Anh có chào quá nhé.